Kia Ti Sắc phản biện khi người hâm mộ Thái nói về trận giao hữu của U23 Việt Nam và U23 UAE, cả nước Thái xấu hổ. Ngay sau khi biết tin U23 Việt Nam thua 03 trước U23 UAE ở trận giao hữu đêm qua ngày 28 tháng 5, thì ngay lập tức các cổ động viên xứ Chùa Vàng đã có những nhận xét vô cùng khiếm nhã, trong đó có việc hạ thấp U23 Việt Nam và lấy hình ảnh nhà vô địch SEA Games gán ghép với trận thua trước U23 UAE. Và ngay lập tức huấn luyện viên Keatisak đã có những phản biện, với những phản biện của Keatisak đã khiến cho người hâm mộ Thái Lan cảm thấy xấu hổ với những lời nhận xét của mình. Và sau đây xin mời quý vị đến với những phản biện của Kia Sắc và những chia sẻ của hối luyện viên Gong Okyun ở trận gặp U23 UAE. Thưa quý vị, người hâm mộ Thái Lan tỏ ra vô cùng hả hê khi đương kim vô địch SEA Games U23 Việt Nam thua đậm và không thể chọc thủng lưới của đội bóng Tây Á U23 UAE. Trên các fanpage bóng đá, nhiều cổ động viên Thái Lan đã lên tiếng mỉa mai thất bại của U23 Việt Nam. Trên bài viết của tờ Siam Sport, một tài khoản có tên là Sugarus Farm bình luận. Nếu bạn biết khiêm tốn lúc ban đầu, người Thái sẽ cổ vũ và an ủi bạn, nhưng bạn đã không làm điều đó. Một cổ động viên buông lời cay đắng. Chỉ được cái ngôi vương SEA Games thôi, chứ không làm được trò chống gì ở U23 châu Á đâu Việt Nam à. Rõ ràng những cuộc đấu khẩu trên mạng xã hội giữa người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa có hồi kết. Bên dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên Việt Nam cũng có những động thái đáp trả cổ động viên xứ chùa vàng. Nhiều người cho rằng việc Thái Lan không thể giành huy chương vàng SEA Games khiến cho người hâm mộ nước này có phần ganh tị với Việt Nam. Với những lời bình luận vô cùng khiếm nhã của cổ động viên quê nhà, huấn luyện viên Kiatisak đã có những nhận xét rất sắc bén. Kiatisak chia sẻ, đặt bối cảnh cái bóng rất lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo phủ lên U23 Việt Nam trong 4 năm thành công vừa qua. Tất nhiên mỗi người đều có góc nhìn và quan điểm khác nhau. Riêng bản thân tôi nghĩ huấn luyện viên mới sẽ không gặp nhiều áp lực trong giải đấu ra mắt người hâm mộ Việt Nam. Mỗi một giai đoạn nền bóng đá sẽ có những đặc điểm riêng. Tôi lấy ví dụ lứa cầu thủ U23 Việt Nam sinh năm 1997 từng lọt đến trận chung kết giải U23 châu Á 2018 và giành huy chương vàng SEA Games năm 2019, nhưng vẫn phải dừng bước từ vòng bảng giải U23 châu Á năm 2020. Các cầu thủ trẻ vốn phong độ thất thường và chuyện sai số là điều khó tránh. Cũng đừng đánh tráo khái niệm, tính chất giữa U23 châu Á vốn ở đẳng cấp cao hơn so với SEA Games. Đăng ký U23 Việt Nam giữ các giải đấu trẻ nhằm mục đích tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Xét Game 31, U23 Việt Nam đã giới thiệu Mạnh Dũng, Văn Đô, Tuấn Tài bên cạnh Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình ngày càng trưởng thành. Dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đạt được rất nhiều thành tích. Tuy nhiên, thế hệ thường châu nổi tiếng năm 2018 đã chạm đến ngưỡng sau khi lọt đến vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điều này thôi thúc bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi sự đầu tư. Đầu tư cho học sinh từ tiểu học lên trung học khác hoàn toàn so với vừa vào tiểu học không thể mãi cứ đem công thức của huấn luyện viên Park Hang-seo để hy vọng thành công trong thời gian tới. Cũng giành huy chương vàng SEA Games nhưng lứa cầu thủ U23 hiện tại sinh năm 1999 đến 2001 có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như sự đầu tư so với thế hệ đàn anh từng giành ngôi áo quân giải U23 châu Á năm 2018. Các cầu thủ hiện tại cần môi trường rèn luyện tốt và giải U23 châu Á là cơ hội để các bạn trưởng thành, bộc lộ phẩm chất. Bất kể giải đấu nào dù có hay không thành tích đều mang đến giá trị riêng. Các cầu thủ giờ như viên đá được mài thành ngọc. Tôi không nghĩ đó là áp lực mà trái lại là động lực để tất cả có sự tiến bộ hơn. Vì thế hãy đến vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022 bằng sự tự tin và thi đấu hết khả năng của bản thân. U23 Việt Nam hiện tại không có ngôi sao nhưng là tập thể đoàn kết, có tinh thần cao, chiến đấu tốt và nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn và sự bền bỉ trong lối chơi, chưa kể tinh thần đang lên sau tấm huy chương vàng SEA Games 31. Với sơ đồ 4-3-3 mới mẻ, huấn luyện viên Gong Okyun đã sử dụng cho U23 Việt Nam trong cả hai hiệp của trận giao hữu mang tính tổng duyệt với U23 UAE. Tuy nhiên về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua 0-3 trước U23 UAE. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Gong Okyun vẫn dành lời động viên học trò. "Hôm nay cầu thủ U23 Việt Nam đã trình diễn tốt. Trước SEA Games 31 diễn ra, chúng tôi đã tập trung và làm việc cùng nhau một thời gian. Sau SEA Games, đội lại hội quân và tập với nhau." Tuy chỉ có vài ngày tập luyện với nhau thôi, nhưng những gì mà các cầu thủ đã thể hiện là vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi rất hy vọng vào màn trình diễn của các cầu thủ trong những trận đấu sắp tới. Ông Gông nói tiếp, tôi đánh giá các cầu thủ đã chơi rất tốt, không có ai là chơi tệ ở trận này cả. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mà tôi thử nghiệm họ. Tôi tin năng lực của các cầu thủ sẽ được trình diễn rõ ràng hơn ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 tới đây. Đề cập đến việc sử dụng sơ đồ 433, huấn luyện viên Gông Okyu nói. Tôi không muốn đề cập nhiều về chiến thuật 4-3-3 mà tôi sử dụng cho U23 Việt Nam. Tôi nhìn nhận rằng trình độ cầu thủ của tôi có năng lực để chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy. Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho U23 Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Cần phải nói thêm U23 Việt Nam là đội đầu tiên mà ông Gong Okyun làm huấn luyện viên trưởng, nhà cầm quân Hàn Quốc điển tĩnh. Thật sự không có vấn đề gì với tôi cả. Tôi đã là trợ lý của nhiều đội, cho nhiều nơi và cho nhiều huấn luyện viên. Tôi có kinh nghiệm để làm việc với các cầu thủ và trao đổi với họ. Tôi tin vào năng lực của tôi đủ để trao đổi trực tiếp với họ và giúp cầu thủ phát triển hơn. Tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của VFF và những người xung quanh. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jong-jin cũng đã ăn tối với tôi, cho tôi kinh nghiệm và thông tin bổ ích về U23 Việt Nam trước khi chia tay. Tôi không lo lắng nhiều về lần đầu làm huấn luyện viên trưởng. Tôi đã chuẩn bị nhiều cho vai trò này. Ông gông khép lại. Tuy cầu thủ của tôi rất trẻ, nhưng tôi tin năng lực của họ đủ để ghi bàn ở những trận đấu sắp tới tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tôi tin tưởng họ. Trong khoảng thời gian tới, họ sẽ cải thiện hơn nhiều. Tôi không muốn bỏ lỡ một chân sút nào của đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ trao cơ hội cho họ thi đấu nhiều hơn. U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trận mở màn của U23 Việt Nam là gặp U23 Thái Lan vào ngày mùng 2 tháng 6. Kế đến U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia. U23 Việt Nam và những cái mới. Tấm huy chương vàng SEA Games 31 khiến cho màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới nhận được nhiều sự chú ý hơn của giới mộ điệu. Đây cũng là giải đấu bóng đá Việt Nam trình làng một thế hệ cầu thủ mới với lối chơi có thể là cũng rất mới. Đáng kể hơn, đây là giải đấu mà U23 Việt Nam lần đầu tiên phải làm quen với việc không có huấn luyện viên Park Hang-seo trên băng ghế huấn luyện. Ông Park đã lùi về tập trung cho đội tuyển Việt Nam, nhưng ghế lại cho một huấn luyện viên khác cũng đến từ Hàn Quốc, Gong ok Thật trùng hợp khi các triều đại mới của ông Park và ông Gong đều bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á. Sân chơi vốn dĩ dành cho các cầu thủ trẻ nhưng đã trở nên cực nóng sau chiến tích tại Thường Châu Trung Quốc với lứa cầu thủ Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Duy Mạnh. Đó chính là bàn đạp tạo nên tên tuổi của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng thế hệ ngôi sao mới nói trên của bóng đá Việt Nam. Cũng từ đây bóng đá Việt Nam chuyển sang một trang mới với nhiều thành tích vang dội trong khu vực và cả tầm châu lục. Hơn 4 năm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã khẳng định được vị thế ở Đông Nam Á. Công Phượng, Tuấn Anh, Lương Xuân Trường hay Văn Hậu Quang Hải đều đã có cơ hội ra nước ngoài. Tuy nhiên sau chừng đấy thời gian, huấn luyện viên Park Hang-seo đang dần đối diện với những vấn đề rất cũ trong bóng đá. Yêu cầu đổi mới về lối chơi vốn có thể kích thích động lực thi đấu của các cầu thủ. Thành công của các đội tuyển quốc gia tạo nên vị thế rất vững chắc cho huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng những vết gợn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Tại AFF Cup năm 2020, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở bán kết, đánh mất ngôi vô địch Đông Nam Á. Dù bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31, lối chơi của U23 Việt Nam không tạo nên sự hưng phấn, khiến giới hâm mộ thực sự sướng mắt. Hàng thủ U23 Việt Nam tạo nên kỷ lục khi không để thủng lưới bàn nào suốt giải đấu, nhưng hệ thống tấn công gây nên nhiều nghi ngại. U23 Việt Nam chỉ vượt trên các đối thủ nhờ lợi thế sân nhà, lịch thi đấu và các nhân sự quá tuổi. Trước đó U23 Việt Nam cũng thất bại từ vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Sau thế hệ tỏa sáng ở Thường Châu, bóng đá Việt Nam hiện chưa giới thiệu được gương mặt nào thực sự nổi bật. Đó chắc chắn là vấn đề những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam buộc phải quan tâm. Lối chơi của ông Park như nhận định của giới chuyên môn đã không khiến cho đối thủ phải bất ngờ nữa. Chiến thuật phòng ngự phản công đảm bảo cho các đội bóng của ông Park hạn chế khả năng thua cuộc trước đối thủ, nhưng dần không còn đem lại nguồn cảm hứng bất tận như trước. Trong bối cảnh trên, sự xuất hiện của huấn luyện viên Gong Okyun có thể đem lại một luồng gió mới với U23 Việt Nam. Ông Gong, một cựu tiền đạo xuất thân từng là chân sút không thể thiếu của câu lạc bộ Daejeon của Hàn Quốc, đi vào lịch sử đội bóng với tư cách cầu thủ đầu tiên của câu lạc bộ lập cú đúp ở đấu trường AFC Champions League. Huấn luyện viên Gong Okyun có kinh nghiệm huấn luyện nhiều đội bóng trẻ của Hàn Quốc, được ông Park Hang-seo đánh giá cao. Ông Gong được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ký hợp đồng thông qua giới thiệu từ chính công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều khá ngạc nhiên là ông Park đã giới thiệu một huấn luyện viên có triết lý chơi bóng không giống mình. Huấn luyện viên Gong Okyun đã sớm khẳng định ông có cách xây dựng lối chơi cho đội bóng khác huấn luyện viên Park Hang-seo với thiên hướng tấn công nhiều hơn. U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2022 với sơ đồ 433 thiên về tấn công. Ông Gông chia sẻ trong buổi tập của U23 Việt Nam. Các bạn đã quen với chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng hiện tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Ông nói thêm rằng ông hy vọng các cầu thủ sẽ thích ứng được. Nhiều cầu thủ thích thú với việc ông Gông bật nhạc sàn cho đội tập luyện, điều đó thật sự khiến các cầu thủ hứng khởi. Cuộc cách mạng lối chơi của U23 Việt Nam cần kiểm chứng qua những gì đội thể hiện ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới nếu huấn luyện viên gong okyun thành công ông có thể mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá trẻ việt nam